Xin chào tất cả các bạn, chúng tôi là nhóm Double Wings. Yeah. Tôi tên là Shinsuke. Tôi tên là Kazu. Yeah. Yeah, đến từ Nhật Bản nè. Bây giờ là chúng tôi ở trường đại học Phutik. Phutik. Đây có nhiều quán lê đồ. Và nghe nói là đây có nhiều món ăn đặc biệt và ngon và rẻ và tươi. Nhiều sinh viên trước khi về nhà mua cho tới ăn thử nè. Yay. Về đi thôi nha. Ăn mì. Giáo sư. Rẻ. Rất rẻ. Một cái là một cái bánh mì 10.000. Hôm qua là ăn bánh mì rồi là 30. Kia có sức qua. Sự thật là ta rất là chưa ăn sức qua. Một sức qua là bao nhiêu tiền? 10.000. Cả là 10.000. Có lão bánh mì là 18.000. Dạ cảm ơn nha. Hello. Bánh trắng trộn. Đặt khay à? Không cay. Đồ ăn. Ê. Là cái này rồi, một cái là bao nhiêu tiền? Một cái 15.000. Cái là 15.000. Nó phù hợp. Cái này không cay nữa. Không. 15 nè. Hai bánh đi. Đây là đủ rồi nè. Tại vì là nhiều quá. Cái này là bánh trắng. Bánh trắng trộn ở Việt Nam. Ở Việt Nam. Là đặc sản Việt Nam. Đặc sản Việt Nam. Đây có tàu cá. Ta thử chưa bao giờ ăn ta thử đã. Tàu cá ngon và tàu cá đã. Đi là bao nhiêu đó mà. Mười ngàn. Oh, wow. Cô gừng nè. Hương vị ngọt. Wow, hà cáo luôn. Cái này là đông người ra. Chắc chắn ngon nè. Dạ. Nên phải mua ở đây. Ok, đúng không? Hai chục hả? Bao nhiêu? Hai chục. Một cái 20. Khi đi cà phê thì mình nghe rồi. Là bắp tàu, hộp gà nướng, khoai mì nướng. Hộp gà nướng là giống như là hộp vịt rồi. Không biết. Mà thử hả? Hộp gà nướng là giống như là hộp vịt rồi. Hộp chín rồi.
không biết đâu, nhưng mà có nước. Chà tắc, chà tắc, chà tắc. À chà, giờ là mưa rồi, tối rồi. Chà đào, chà đào, ok, chà đào. Bao nhiêu tiền? 10.000. Size nhỏ là bao nhiêu tiền? 7.000. Anh thử là bất trời. Ngon, ngốc quá. Hà cáo, hà cáo. Đưa tặng đi em lại chỗ này, chỗ đó đó các bạn. Ngon hả? Rất ngon. Cái này là mắc nhất, 20.000. Bình thường là 10.000, nhưng mà cái này là 20.000, nên xa xỉ lắm. Ngon không? Ngon nhất trên cái quý nhiên rồi. Hôm nay khoai mì này là giống như là bánh khoai tây ở Nhật Bản thì chúng có giống như vị này giống xì của cái thịt mình đã được nói là tên là bánh khoai tây ngục không phải khoai mì nướng. Ok, tiếp là qua mà rất là ngon, qua là ngon, hợp với nhau nghe rất rất ngon. Con sống nè, qua này là con sống. Thức này à, rất ngon, không có đắng, không có đắng. Nè, rất ngon. Súp này ngon nhất trong tê ổi. Trên tê ổi. Dạ, đúng rồi, được nghĩa nè. Ok, tiếp. Tiếp. Đó là nướng nè. Go, lên, go, lên, go, lên. Ngon quá. Lên, nhằm, đẹp. 54. Rồi, rồi, rồi. Không có nè. Ok, không phải màu trắng. Là hơi hơi màu vàng. Màu vàng. Không có trứng nữa. Ý? Thôi không. Ý? Ý? Thôi không, không có trứng. Đến này có. Không có mà. Ê? Ai đó ăn rồi hả? Ngon nè, ngon. Tiếp theo là đậu hũ nóng. Ồ, hài đó. Wow. Hơi hơi bị nhập. Tốt cho sức khỏe nè. Cheesecake món mối. Cuối cùng là cái này. Nhiều người Việt Nam ăn cái ta dư thấy nhiều lần. Cheesecake cũng vậy. Team bạn theo cô team. Cô team. À chị. Cái này là con cái. Ê, vừa ăn cái này vừa đúng vị ăn là ngon. Cái này là không phải dây dễ ăn được, ăn nhiều được. Wow.
bảy à? Bài 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 theo Shinsuke món nào ngon nhất? Súp cua. À, chắc chắn ngon. Bao giờ thích nhất là món gì? Dạ, ngon nhất là một cái súp này. Nghe rất ngon. Nhưng nghe là thứ hai à? Các bạn ơi, nếu các bạn biết nơi như vậy thì chỉ chúng tôi nha. Và nếu thích video này thì hãy share và subscribe nhé. Chúng tôi là nhóm Double Wish. Bye bye, bye. Ok, bắt đi. Ok. Thứ hai là...